Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của luận. Luận trong Kinh Thánh có nghĩa là gì? Sử dụng luận trong một câu, danh từ các định nghĩa của một luận án là một, viết bài báo chính thức hoặc cuốn sách đó giao dịch với sự kiện, bằng chứng và kết luận về một chủ đề cụ thể. Ví dụ về một chuyên luận là một bản phân tích chính thức bằng văn bản về nguyên nhân của một cuộc chiến. Làm thế nào để bạn sử dụng luận trong một câu? Trong những năm này, ông đã viết một chuyên luận rất phổ biến về chống say rượu. Chuyên luận của ông về các phép chia số, trọng số và thước đo phân phối vẫn còn tồn tại, ngoại trừ phần kết luận. Một chuyên luận có phải là một nguồn chính không? Một chuyên luận là gì? Các chuyên luận pháp lý, mặc dù bản thân không phải là nguồn luật chính, hãy lấp đầy khoảng trống này bằng cách đưa ra một bản tóm tắt và giải thích về luật chữ đen. Họ cũng cung cấp các trích dẫn của luật nguồn chính, thường là các trường hợp và quy chế mà từ đó tóm tắt của họ được rút ra. Luật là gì? Các văn bản được viết bởi các học giả pháp lý tập trung vào một chủ đề của luận được gọi là chuyên luận. Các chuyên luận bình luận và phân tích một lĩnh vực của luận. Một chuyên luận có thể là một tác phẩm gồm một tập về một chủ đề khá hẹp hoặc một nhiều tập về một chủ đề rộng lớn hơn. Một luận thuyết quan trọng là gì? Một chuyên luận là một bài viết ngôn diễn ngôn được viết chính thức và có hệ thống về một số chủ đề, thường dài hơn và chiều sâu hơn một bài tiểu luận, và quan tâm hơn đến việc điều tra hoặc phơi bày các nguyên tắc của chủ đề về quốc luận của nó. Chuyên khảo là một chuyên luận về một chủ đề về chuyên ngành. Một chuyên luận có phải là một nguồn thứ cấp không? Nguồn thứ cấp là tài liệu thảo luận chính thức, phân tích và phê bình pháp luật. Họ thảo luận về luật, nhưng không phải bản thân luật. Các nguồn thứ cấp chẳng hạn như tạp chí luật Bách Khoa, Toàn Thư và Chuyên Luận là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nghiên cứu pháp lý của bạn. Các luật thuyết trong luật là gì? Luật, không nên nhầm lẫn với các điều ước, là triển lãm cuốn sách có độ dài trên pháp luật, vì nó gắn liền với một vấn đề cụ thể. Các luận thuyết có thể mang tính chất học thuật, chẳng hạn như bình luận, hoặc chúng có thể hướng tới người hành nghề luật, chẳng hạn như sách hướng dẫn hoặc sổ tay. Mục đích của Hill khi viết luận về bản chất con người là gì? Vào thời của ông, đạo đức có nghĩa là bất cứ điều gì liên quan đến bản chất con người. Không chỉ đạo đức, nhưng ông đã nói rõ phần đầu của cuộc điều tra đầu tiên, nơi ông định nghĩa triết học đạo đức là khoa học về bản chất con người. Mục đích của Hill là mang lại phương pháp khoa học để nghiên cứu bản chất con người. Làm thế nào để bạn viết một luận thuyết triết học? Dưới đây là một số bước chuẩn bị tốt cho bài viết triết học. Thứ nhất, vạch ra những điểm chính của quan điểm mà bạn muốn bảo vệ. Thứ hai, điền vào chi tiết quan điểm của bạn về những điểm này. Thứ ba, bây giờ tìm một số đối số có quan điểm của bạn. Thứ bốn, viết giờ hãy xem xét một số lập luận chống lại quan điểm của bạn. Thứ năm, bây giờ hãy lùi lại và suy nghĩ về quan điểm của bạn trong bối cảnh rộng hơn. Các luận thuyết trong luật là gì? Các chuyên luận, không nên nhầm lẫn với các hiệp ước, là những bài thuyết minh dài như sách về luật, vì nó liên quan đến một chủ đề cụ thể. Các luận thuyết có mang tính chất học thuật, chẳng hạn như bình luận, hoặc chúng có thể hướng tới hành nghề thuật, chẳng hạn như sách hướng dẫn hoặc sổ tay. Luận văn là gì? Một chuyên luận là một bài viết ngôn được chính thức, có hệ thống về một số chủ đề,
thường dài hơn và có chiều sâu hơn một bài tiểu luận, và quan tâm hơn đến các việc điều tra hoặc phơi bày các nguyên tắc của chủ đề về kết luận của nó. Chuyên khảo là một chuyên luận về một chủ đề, chuyên ngành. Sách chuyên khảo là gì? Một luận thuyết về chủ đề cụ thể, như một nghiên cứu tiểu sử hoặc nghiên cứu các tác phẩm của một nghệ sĩ. Một nghiên cứu được tài liệu kỹ lưỡng và chi tiết cao, hoặc giấy viết về một lĩnh vực hạn chế của một chủ đề hoặc lĩnh vực nghiên cứu. Các chuyên khảo học thuật về một bột màu thời Trung Cổ. Nó có nghĩa là gì? Phê bình một cái gì đó. Phê bình là một từ hơi trang trọng, thường đề cập đến một đánh giá cẩn thận trong ai đó đưa ra ý kiến về điều gì đó. Bài phê bình có thể đề cập đến một bài văn phân tích, một tác phẩm văn học nghệ thuật, nhưng đôi khi cũng có thể ngụ ý một ý kiến bất thường hoặc cá nhân hơn. Định nghĩa nào tốt nhất về apposition? Trong văn học, giải thích là một trạng văn bình văn bản giải thích những gì đang xảy ra hoặc đã xảy ra trong câu chuyện theo một cách rất thực tế. Từ giải tình bắt nguồn từ tiếng Latin appositum, có nghĩa là sự sắp đặt hoặc hiển thị. Chính xác thì một luận văn là gì? Một luận án là một bài văn tóm tắt, nghiên cứu. Đây là bước cuối cùng của chương trình tiến sĩ và là đỉnh cao của nghiên cứu tiến sĩ của sinh viên. Luận văn thường là một tổng hợp kiến thức hoặc thuật và thực tế, và trong nhiều trường hợp nó có ấn phẩm đầu tiên của sinh viên. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.